Em Linh của Thảo Nguyên xin được báo cá cho các anh ạ. Báo cá cho chú Nhẫn. Một em chấm đen. Rất to luôn. Rất là khỏe. Bấm giờ xem. Người còn mỏi lắm rồi. Ông cứ bấm thời gian đi. Cá vẫn chưa mỏi mà người mỏi lắm rồi. Vào thế nào được. Con cá này nó mà ngu thì nó lên bờ rồi. Nó ngu nghe cả vào việc luôn. Nào đến 10 phút chưa? Cá cá mới không không. Ông cái đầu cần trong cuộc cái đó thằng rất hiện tại. Ông tỏ là cái đầu cần của ông là bị giống như là có vấn đề đấy. Cho vào cái cho vào hồ này thả đẹp xong có ấy không? Hồ đấy không có chấm đen đâu cậu. Đêm mỏi. Bật sục lên. Bật sục luôn. Vâng, tôi cứ thả vào đi. Bo công gần. Em ơi. Cá đẹp quá, em cảm ơn anh Thiên Hoàng. Đợi em tí anh ơi. Anh có mã số chưa? Của anh mã số bao nhiêu đây? Em chào anh Huy Vận. 892. Hai cần đấy anh. Ok anh. Hồ game 1 vẫn còn chỗ nha anh Phạm Đức Lượng ơi. Con diệc anh. Con này bán 700 ai mua đi. Linh ơi. Linh, bây giờ đây. Của anh đăng mã số bao nhiêu anh đăng? Em chào anh Nguyễn Tiến Thịnh. Nay thì các anh chuyển hết sang hồ game số 1 đánh rồi. Đâu, bên này. Ở bên kia anh. Sang bên kia đi. Đấy, em đưa anh sang. Ok, bên này phải, bên này phải chơi mã số à? Dạ vâng. Em chào anh chị Minh Đức. Hôm nay không bồi cá nha anh Hoàng Nam ơi. Em chào anh Nguyễn Khánh, em chào anh Nguyễn Lửng. Anh về lên con gì? Hồ nhà em ở trại Tây Song Mai, thành phố Bắc Giang nhé anh Duy Ngọc ơi. Em chào anh Nguyễn Khánh, em chào anh Trịnh Văn Hợp. Các anh chuyển hết sang hồ để đánh rồi. Em chào anh Mạnh. Em chào anh Vinh Công. Dạ. Ai à, chơi thế bây giờ ơi. Hồ săn đen giờ còn 74 con nhé anh Huy Vận. Em chào anh Loan.
Linh đi vào đi không nắng. Em phải ra báo cá cho các anh chứ. Chú được con gì chú? Chép. Tép. Tép. À con tép chứ không phải con chép à? Em chào anh Phạm Văn Chiến, em chào anh Hoàng Văn Mạnh. Em chào anh Mùi. Em xin được kết thúc live tại đây ạ.